khả năng tay những tay sau là tay đen đấy anh em ạ. Tiếp tục đấy, biết ngay mà đấy, nó dồn về bên đỏ quá là nhiều. Chơi những cái này là anh em phải để ý. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Hưng anh em ạ. Và hôm nay mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game Kawin anh em nhé. Và chúc anh em thắng lớn anh em ơi. Và anh em nên nhớ là khi mà chơi thì anh em hãy nhẹ chân ga. Đó là như thế nào? Đó là đừng có quá đắm chìm vào chiến thắng và đắm chìm vào những cái lúc thua. Đó, đó mình chỉ cần bảo như vậy thôi. Chơi đúng lúc, dừng đúng kiểu anh em ạ thì mới là hợp lý anh em nhé. Thì hôm nay cái số vốn của mình đang có 5 triệu. Thì đối với mình có cái suy nghĩ như thế này anh em ạ. Khi mà anh em chơi con game bài đổi thưởng Kawin mà tỷ lệ nó bị thua liên tục ấy, thì thứ nhất là mình sẽ phải dừng. Tất nhiên là mình sẽ phải dừng, chả có ai ngu mà chơi thua xong cứ thế là lạp thêm vào cả. Nói thẳng là trước là mình cũng ngu yệt như vậy đấy, cứ thua là mình bỏ thêm vào. Nhưng mình nghiệm ra một cái điều là đó là khi mà mình chơi ấy, mình phải biết là mình sẽ ăn non và mình sẽ test cầu. Đợt trước mình cứ vào là mình lật luôn với số tiền to anh em ạ. Đó thì thành ra là nó bị gãy thì thành ra rất khổ anh em ơi. Đó, còn khi nào mà anh em chơi mà anh em hiểu biết rồi, cái tỷ lệ chiến thắng của anh em nó cao rồi, thì lúc đấy anh em lên nhá, mình khuyên thật với anh em nhá, là lên ăn nhỏ thôi, đừng có ăn dày làm gì anh em nhá. Rồi ok, mấy tay này là khá là đáng lòng anh em ạ. Bây giờ bắt đầu vào câu chuyện nha anh em nhá. Rồi, đợt này là chưa về bên ba đen bao giờ cả. Đây, được một phát 1,2 triệu này. Rồi, không được luôn. Chưa được cái tay nào nhận do nó ra hồn cả anh em ạ. Rồi, tay này thì nhận được ra hồn này. Nhận cái cho nó bình chí linh. Từ lúc đầu đến giờ mình toàn thua anh em ạ. Đó. Rồi nhưng không sao, nó làm đúng một tay thắng phát, gỡ lại vốn hết ngay, có gì đâu mà anh em. Tiếp tục anh em nhá. Tay này thì mình vẫn cứ đi bên đen thôi anh em ạ. Đợt này nó ra bên đỏ khá là nhiều nhá. Ai chà, tăng lên 1M đi. Vì mình nghĩ là sau cái đợt này 1 đến 2 tay là nó sẽ vệt về bên đen. Đấy, biết ngay mà, 1 đến 2 tay thôi. Rồi tay này là đen ba đen đi. Rồi đúng rồi, bộ ba đen rồi, nhận luôn một tay nữa lên 6.645.000. Khả năng tay những tay sau là tay đen đấy anh em ạ. Tiếp tục. Đấy, biết ngay mà. Đấy, nó dồn về bên đỏ quá là nhiều. Chơi những cái này anh em phải để ý, tâm lý phải tỉnh một tí thì nó mới có tỷ lệ chiến thắng được anh em ạ. Chứ đừng vào bừa mà không có cơ sở là thành ra dở lắm anh em nhé. Tiếp tục nào, đợt này nó lại chào về, nó lại về tiếp tục bên đỏ. Đó, nhưng mà về bên đỏ thì mình lại đi nhỏ vốn rồi. Đó, ok anh em. Nào, rồi, làm tiếp 2,2 triệu. Quá là binh chưa linh, lên 10.749.000 rồi anh em nhé. Làm tiếp nào. Thì bây giờ là quay trở lại vấn đề câu chuyện là làm sao để tránh mà thua con Kawin. Thì anh em phải nhớ một cái vấn đề là khi mà anh em chơi, dù anh em đang ở trên chiến thắng thì anh em cũng phải nhìn lại cái số tiền của mình đang có là bao nhiêu. Ví dụ bây giờ mình có 5M, mình kéo lên 10M rồi, đúng không anh em? Và bây giờ mình đã gọi là cứ gọi là kéo lên 11M rồi. Thì anh em sẽ phải xử lý như nào? Đó là dừng lại ở mức 10M, còn để lại có cái râu ria. Đó, thì mình có thể là mình dừng luôn, hoặc là mình chơi đến lúc khoảng tầm là tụt xuống 10M là mình dừng anh em nhé. Đó, đó là cách chơi làm sao cho nó ổn định anh em ạ. Nào, ba đỏ đây, không được anh em ạ. Chắc hôm nay mình chỉ thắng được 10M thôi anh em ạ. Thế thôi, 10M cũng gọi là ổn áp rồi anh em ơi. Thế gọi là binh chí linh, mỗi hôm kiếm một tí anh em ạ. Cơm gạo một tí anh em nhé. Rồi, và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.